mỗi con số là một dạng sóng rung liên quan mật thiết với cuộc đời. Trong thế giới hiện đại, để đi đúng đường, bạn nhờ vào hệ thống định vị GPS. Để trả lời câu hỏi bạn là ai, sứ mệnh của bạn đến cuộc đời này là gì? Bạn cần hiểu ý nghĩa con số ngày sinh của mình. Là một môn khoa học dựa vào nghiên cứu của nhà toán học Pythagore. Đã đến lúc nhìn ra bản thân và thay đổi cuộc sống với nhân số học. Quỳnh Hương xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chuỗi chương trình Thay đổi cuộc sống với nhân số học, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực cùng với nhà Mayque Inspiration. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đang bước vào một trong những bài cuối cùng về mũi tên cuối cùng của thần số học theo trường phái Pythagore. Và ở đây chúng ta đang bước đến một trong những giá trị to lớn nhất mà hình như là cho đến thời điểm này chúng ta đang được có duyên để tìm hiểu. Bởi vì khi mà Quỳnh Hương làm tới bài này, Quỳnh Hương xúc động thiếu điều muốn rưng rưng luôn. Bởi vì đã hiểu được là lý do vì sao tại thời điểm này chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa của cái biểu đồ trống số 7, 8, 9. Các bạn hãy thử nhìn vào trong cái trục này. Như là cái bài vừa rồi Quỳnh Hương có chia sẻ với mọi người đó, khi con số 7 là số của trải nghiệm, con số 8 là số của cảm thụ đạt được sự trí tuệ, và số 9 là số của trách nhiệm, của lý tưởng và của hoài bão, nó được kích hoạt lên thì nó đang đem lại một cái trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Và điều này cũng có nghĩa là ngược lại, khi toàn bộ con số 7, số 8 và số 9 mất đi, một trục hoàn toàn những con số này mất đi, có nghĩa là đây là một cái thế hệ hoàn toàn thụ động. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào trong những cái biểu đồ chi chít ở bên này, thưa các bạn. Tại sao mà với cái bài này Quỳnh Hương lại có quá nhiều ví dụ như vậy? Bởi vì những người sinh ra sau năm 2000 thì sẽ có rất là nhiều người rơi vào trong cái hoàn cảnh thiếu con số 7, số 8 và số 9. Các bạn bây giờ chỉ đưa ra biểu đồ thôi, các bạn khoan nói một cái gì hết ha. Ngày 10 tháng 11 năm 2011, đây là bạn này. Bạn thứ hai, 14 tháng 10 năm 2012. Bạn thứ ba, sinh ngày 4 tháng 4 năm 2016. Bạn trên này dưới này y chang, cũng là 4 tháng 4. 4 tháng 4 nhưng sinh 2011. Rồi, bạn bên này sinh ngày 11 tháng 3 năm 2002. Bạn bên này sinh ngày 12 tháng 12 năm 2006. Bạn bên này sinh ngày 10 tháng 1 năm 2001. Nó giống y như ở trên đây ha. Rồi, bạn bên này, hai bạn này là hai anh em. Bạn bên này có cái ngày sinh là 1 tháng 1 năm 2010. Đây, bạn bên này có ngày sinh là 20 tháng 10 năm 2012. Như vậy thì chúng ta thấy một loạt những trường hợp trên đây. Quỳnh Hương xin phép dùng cái mũi tên trống 789 bằng những cái mũi tên xanh để cho các bạn dễ thấy. Ha, hàng loạt những mũi tên xanh trống 789 xuất hiện trên đồ hình của chúng ta. Đây. Và bên cạnh đó thì các bạn này, một số bạn lại còn có thêm một số những cái mũi tên khác nữa. Mũi tên trống, ví dụ như bạn này thì có thêm mũi tên này, mũi tên trống này, mũi tên trống này, và quá nhiều số 1. Mũi tên trống và mũi tên trống hoài nghi, 3 số 1. Đây là người có thêm cái mũi tên trống hoài nghi và có 2 con số 4.
À, người này cũng có mũi tên trống hoài nghi, bên cạnh đó có thêm mũi tên trống về trí nhớ ngắn hạn. Người này có mũi tên trống hoài nghi. Người này có thêm mũi tên trống uất giận vì không đạt được điều mình muốn trong đời. À, cái này thì cũng có mũi tên uất giận, mũi tên hoài nghi, mũi tên trống trí. Rồi ở đây cũng có mũi tên uất giận, mũi tên trống trí, mũi tên hoài nghi. Rồi ở đây cũng có mũi tên trống trí, mũi tên uất giận, mũi tên hoài nghi. Như vậy, nếu mà các bạn nhìn vô trong một cái biểu đồ mà số ít đến mức đáng thương và rất nhiều những mũi tên trống xanh xanh đỏ đỏ, thì các bạn có thể hiểu được vì sao hổm rài các bố mẹ ở trên trang rất là sợ hãi. Rất nhiều ông bố và mẹ sợ hãi và tìm cách hỏi Quỳnh Hương có cách nào để giúp cho chúng tôi giúp được con của mình khi nó quá trời cái mũi tên trống như thế này. Quỳnh Hương nói bình tĩnh, khi bạn đi đến cái bài có mũi tên trống 7, 8, 9, bạn sẽ được tìm thấy cái chiếc chìa khóa để giải đáp cho nguyên một cái thế hệ có những mũi tên trống như thế này. Bây giờ bạn kiếm cái ghế, bạn ngồi yên xuống, bạn nghe bạn Quỳnh Hương nói nha. Các bạn có để ý rằng khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới 2000 thì các chuyên gia đã dự báo rằng là sẽ có rất nhiều thay đổi to lớn diễn ra ở mọi mặt của cuộc sống và mọi mặt của xã hội, và đặc biệt là sau 2 thập kỷ đã dấn sâu vào trong thế kỷ mới là thiên niên kỷ mới 2000, tức là bắt đầu từ 2020 này rồi, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy hệ quả của điều này khi thế hệ của những người bắt đầu sinh ra từ năm 2000 trở đi bắt đầu trưởng thành. Những em sinh ra năm 2000 thì bây giờ đã được 20 tuổi rồi và bắt đầu bước vào trong cuộc sống của những người trưởng thành để tham gia đóng góp cho xã hội. Vậy thì những người sinh ra trong thế kỷ 20 có nghĩa là sinh ra vào những năm 1900 trở về trước, hoàn toàn không có cơ hội để có cái mũi tên trống 789 này, là bởi vì họ luôn luôn có số 9 ở trong ngày sinh mà, đúng không? Vậy thì lộn lại trước đó một thế kỷ, những người sinh ra vào 1800 cũng không có được cái mũi tên trống này luôn. Và những người sinh ra vào năm 1700 mấy đó cũng không có được mũi tên trống này luôn. Như vậy, các bạn sẽ thấy là một lèo 3 thế kỷ đi từ 1700 kéo dài tới 1999 là 300 năm cực kỳ năng động. Lúc nào người ta cũng có mũi tên 789 đi hết, cho nên là người ta rất là năng động để dẫn tới một cái sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Như chúng ta thấy, thứ nhất là những cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, rồi công nghệ và trí thông minh nhân tạo cũng đã phát sinh ra ngay trong 300 năm đẹp đẽ này. Bên cạnh đó thì cái sự năng động và đẩy thế giới chạy quá nhanh về phía trước, nó cũng sẽ đem tới nhiều cái lợi bất cập hại khi mà loài người chúng ta, đặc biệt là những người sống trong thế kỷ thứ 20, đã trở nên quá mức tham vọng. Tại vì ai cũng có số 9 mà, mọi người biết không? Mà số 9 là đại biểu cho tham vọng, lý tưởng và trách nhiệm. Cho nên nếu mà người ta có quá nhiều số 9 ở trong biểu đồ ngày sinh của mình, ai cũng có 6 tỷ người trên thế giới, ai cũng có một số 9, thì các bạn tưởng tượng là cái tham vọng chung cho cả một thế giới này nó mạnh tới chừng nào. Thì đã trở nên quá mức, cho đến một lúc nào đó loài người đã muốn làm bá chủ cái vũ trụ này và làm chạy theo cái lợi và cái lý tưởng của cuộc sống vật chất mà bỏ qua những cái gọi là cảnh báo, những cái warning về cân bằng, về môi trường, về hệ sinh thái, bỏ qua rất nhiều những quy luật hiển nhiên về sự cân bằng. Trong đó có một cái quy luật rất là quan trọng, đó là cái biểu đồ hình sin. Mọi người nhớ hồi đó học toán thì có cái biểu đồ hình sin, mọi cái đều phải được cân bằng thông qua một cái đường như thế này. Thì nếu mà bạn cứ đẩy 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 300 năm phát triển, các bạn, bạn phát triển quá mức lên, đẩy 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 tới mức mà khi mà nó chạm tới cái đỉnh này thì nó đã chạm mốc rồi, và từ đó nó lao xuống dốc không phanh. Chúng ta đã chạm cái mốc đó vào năm 2020 này, và nó đã đi vào một cái quy luật của vũ trụ, đó là vật cực thì sẽ tất phản. Có nghĩa là nó đã chạm lên tới đỉnh rồi thì nó sẽ bắt đầu nó lao dốc nhanh như là nó đi lên vậy.
Thì những năm đầu năm 2020 này, chúng ta đã chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng là bi đát về một bức tranh của cả một thế giới chật vật đã đi qua dịch bệnh Covid-19. Đó chính là một trong những cái hồi chuông reng lên để báo cho cả thế giới biết rằng bạn đã chạm tới đỉnh rồi đó, và bây giờ vật cực tất phản đây. Như là một sự cân bằng của tự nhiên thì đã có rất là nhiều người trẻ sinh ra từ những năm 2000 trở đi cho tới bây giờ đã không hề có được số 7, số 8, số 9 nào ở trong cái biểu đồ ngày sinh của mình, dẫn đến một thế hệ vô cùng thụ động. Các bạn sẽ thấy như bữa trước Bình Hương có nói là tại sao các bạn trẻ bây giờ cứ sinh ra là thấy như là sung sướng quá, không sống không có lý tưởng, đúng không? Vì không có số 9. Những người trẻ bây giờ sống không có lý tưởng, không có mục đích, không có hoài bão gì hết trơn, sống cũng không có trách nhiệm gì hết trơn, rồi cũng chẳng chịu học, chịu hành gì nhiều hết trơn, bởi vì các bạn không có số 8, ha? Các bạn không có nhu cầu về trí tuệ và tư duy. Các bạn cũng không có nhu cầu phải trải nghiệm mình, bởi vì các bạn không có số 7. Nhưng các bạn quên rằng khi mà cả một thế hệ đều không có được số 7, số 8 hay số 9 này, bù lại họ có một con số 2 vô cùng quý giá mà 300 năm trước không ai có được ha. Thì cái con số 2 này là một món quà mà thiên nhiên đang dành cho tất cả những người sinh ra từ năm 2000 trở đi. Nếu như ở cái toàn bộ thiên niên kỷ số 1 á, ai cũng có cái tôi rất là lớn, thì bước qua năm 2000 trở đi, cái tôi này đã không còn tồn tại nữa. Nó thay bằng cái trực giác cực kỳ phát triển. Người ta nói đây là một kỷ nguyên của sự cảm nhận và kết nối với vũ trụ. Cho nên là đây sẽ là một nguồn tiềm năng vô cùng to lớn, để từ đó thông qua những biến cố, những bài học, thì toàn bộ những cái trống ở trên đây nè, các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó trống mênh mông ở đây, nó sẽ được đánh thức dậy. Hôm trước Quỳnh Hương có nói với lại mọi người rồi, cái số 0 rất là vi diệu ở chỗ là nó không hề là một con số không có gì như mọi người vẫn hay bi quan suy nghĩ. Nó có thể trở thành vô cực nếu chúng ta biết đánh thức tất cả những cái số trống vẫn còn đang nằm im ỉm ở đây. Đánh thức bằng cách nào? Có một cái điểm mà rõ ràng là những người của thế hệ này đang không tự mình nhìn ra được, đó là các bạn không tự chủ động đánh thức mình dậy được. Bởi vì đây là mũi tên thụ động mà. Con gà nó ở trong cái vỏ trứng, nó không có tự khẽ mỏ đó được, nó chui ra ngoài để nó thành con gà con. Vậy thì bắt buộc họ phải nhờ vô trong một cái tha lực từ bên ngoài. Đó có thể là một bài học, đó có thể là một cái một con người, đó có thể là một cái sự kiện gì đó vô cùng đặc biệt mà họ không thức dậy là không được. Vậy thì các bạn nhìn lại xem cái trận dịch vừa rồi có phải là đang làm xáo động tất cả mọi người, mà ở trong đó bố mẹ của những em bé thụ động này cũng không thể giúp gì được con mình, các con phải tự thân vận động, đúng không ạ? À? Rất nhiều những người trẻ trước giờ không có bơi, bây giờ bơi tròi quá trời quá đất để phải sinh tồn cho qua cái cơn này. Rất nhiều du học sinh, rồi các bạn học sinh, rồi tất cả các bạn đang cùng phải tự thân vận động qua giai đoạn này. Và đó chính là những cú hích để giúp kích hoạt lại những cái số 0 này nó đang hoạt động. Các bạn thấy nó vi diệu không? Cho nên mọi cái đều xảy ra có một lý do. Và những gì đang xảy ra ở cái đỉnh điểm 2020 này chính là cái tiền đề để cho thế hệ trẻ này đang bật lên để thức dậy. Hen. Vậy thì cái bài toán chung cho tất cả các bạn trẻ đang có mênh mông những cái chỗ trống này là các bạn hãy đi tìm những cái bài nào mà các con có thể thực hiện được và điền vào các chỗ trống, là từ lúc đó trở đi các con sẽ thức dậy thôi. Ví dụ như anh bạn này trống quơ, trống quát hết trơn, thì bài tập của con là lập kế hoạch để trưởng thành, đúng không? Rồi tiếp theo, dùng sự sáng tạo để kích hoạt, dùng sự học. Và các bạn thấy cái con số 8 này là khi mà các bạn lĩnh hội bất kỳ một cái gì về một kiến thức hay một kỹ năng, đó là lúc số 8 của các con phát triển. Khi các bạn dùng đích thân những trải nghiệm của mình thông qua biến cố, ví dụ các bạn bị bỏ lại ở nước ngoài,
các bạn không về được, các bạn sống sót bằng đường nào, bố mẹ bạn giúp bạn không được, bạn sẽ sống sót. Thì đây là những con số 7. Số 7 của bạn đây. Đây là biểu đồ của team nhà mình. Em là người cũng có một mũi tên thụ động. Và những ngày vừa rồi em bị bỏ lại nước Anh thì rất là nhiều người kêu là Quỳnh Hương phải đưa con về. Quỳnh Hương nói không, Quỳnh Hương không đưa con về. Những ngày vừa rồi em đã học cách sinh tồn. Đó là lúc em mọc ra con số 7. Thông qua đó em trưởng thành hơn. Và thông qua đó em có thời gian em lĩnh hội được nhiều kiến thức hơn. Em lấy được số 8. Em vạch kế hoạch cho em phải sinh sống như thế nào để em lọt được. Khi về Việt Nam em sẽ sinh tồn như thế nào qua dịch. Có phải là em đang hoạt động hoàn toàn số 7, 8, 9 ảo lên để cuộc sống em nó được thức dậy không? Vậy các bạn, nếu như bạn tin nhà mình có thể làm được thì tất cả các bạn khác hoàn toàn cũng có thể điền vô số 7, số 8 và số 9 tương tự như vậy. Và bằng cách các bạn điền vô những con số như thế này, có phải là toàn bộ các thế hệ này đang nương nhờ những cái giá trị rất là đẹp của những con số 2? Con số 2 này người của thế kỷ 20 mình kiếm chết mồ không ra. Các bạn đang kết nối và các bạn đang trưởng thành. Thì khi những người trẻ này bắt đầu lớn dần, thì các bạn sẽ biết dùng cái lực an hòa và trực giác của các bạn để mở mang và đưa thế giới lên một cái tầm cao mới. Và thầy David cũng đã có một cái ý mà làm cho Quỳnh Hương rất là cảm động. Khi ông cho mọi người thấy một cái bức màn đứng đằng sau lưng những cái bức tranh mà nhìn có vẻ như là rất là bi quan này. Ông nói bi quan cái gì? Thứ nhất là tất cả mọi người đều đã có số 2 rồi. Thứ hai, các bạn nhìn mà xem, tuy rằng các bạn này có vẻ như là trống hết trơn, trống trống trống, nhưng mà chẳng phải là rất nhiều bạn đang có sẵn cái con số 1, 2, 3, tức là óc kế hoạch hay sao? Các bạn thấy không? Cái việc này các con đã có sẵn số 1, số 2 rất là nhiều rồi. Số 1, số 2 hầu như xuất hiện khắp nơi rồi. Thấy không? Ở đâu các con cũng có sẵn số 1, số 2 hết. Vậy thì bây giờ các con chỉ việc học thôi. Các bạn chỉ còn kiếm cái gì học thôi là các bạn điền được con số 3 ảo vô đây. Và các bạn sẽ đồng loạt có những cái mũi tên kế hoạch rất là giỏi. Và từ khi các bạn điền được vô con số 3 ảo này, thì cả một thế giới này sẽ rợp trời những người có hoạch định rất là tốt đẹp. Bạn tưởng tượng coi, hồi xưa một người mà có được mũi tên 1, 2, 3 là đã khó khăn. Bây giờ đồng loạt cả thế giới rợp trời ai cũng có. Thì cuộc sống này nó sẽ đẩy tên hướng trước. Nhưng không bị cái sự tham vọng quá độ dẫn dắt. Thì thế giới này khi bước qua được trận dịch sẽ sống một cách an hòa và tốt đẹp. Đó là điều tâm nguyện của chúng tôi khi mà cố gắng đưa cho quý vị phụ huynh nhìn thấy cái bức tranh tổng thể như thế này để quý vị lạc quan hơn. Cùng nhau chúng ta sẽ dẫn dắt cho những người trẻ là con cái của chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với tất cả sự tỉnh thức. Khi các con ý thức được rằng sức mạnh đang nằm ở trong tay các con, chỉ là nó chưa có thức dậy thôi. Hãy đánh thức tiềm năng và chúng ta sẽ có quyền hy vọng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ cho phần các mũi tên chỉ cá tính. Chúng ta sẽ cùng bước vào trong những cái phần mới, đó là con số ngày sinh. Sau đó chúng ta sẽ đến với 3 giai đoạn của một đời người. Chúng ta sẽ còn cái phần là 9 năm, chu kỳ 9 năm thay đổi của một đời người. Chúng ta sẽ có 4 đỉnh cao của một đời người và sức mạnh của những cái tên. Nhiều đó để lấy là bạn thấy rằng bạn còn theo dõi dài dài nhiều tháng tới, đúng không ạ? Để có thể hiểu nhiều hơn về cuộc sống của mình. Và bên cạnh đó thì sau khi Quỳnh Hương mà làm xong cái bản thảo cuốn sách Thay đổi cuộc sống với nhân số học á, thì Quỳnh Hương cũng sẽ cố gắng đôi khi viết một số bài mới để thả vào trong album Numerology ở trên fanpage Quỳnh Hương Lê Đỗ để cho mọi người vào đó đọc và nghiền ngẫm được kỹ hơn. Và các bạn cũng đừng quên là bấm theo dõi kênh YouTube Quỳnh Hương Lê Đỗ để có thể đừng bỏ lỡ những bài hấp dẫn mới như thế này ha. Quỳnh Hương có nói với anh chị quay phim là các bạn ơi đừng bỏ lỡ kỳ quay sau, bởi vì phía sau nó còn hấp dẫn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.